Hello, hello, xin chào tất cả các bạn nhé Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại cái Nick Harry Như các bạn cũng có thể biết được cái Nick Harry này Theo như mình nhớ nó đã nạp tầm khoảng uh, Mười mấy triệu rồi các bạn ạ <laughs> Để từ để mình vào check đã lưu quá Đây mình phải vào xem chỗ nào. Uh, nick này thì một số bạn đang bảo uh, tiêu không đúng cách chứ Thật ra mình nghĩ nick này làm trong những nick uh, tiêu rất là hợp lý bởi vì clip gần đầu tiên mà mình lên ấy thì cái nick này bạn ấy đang tập trung vào thức tỉnh tiểu Bạch Long các bạn tưởng tượng mà ngày năm mươi mấy ấy mà đã thức tỉnh được tiểu Bạch Long thì rất là mạnh thì bây giờ bạn này đã nạp tới gần uh, 11 11 x 2 là được 22 củ rồi đấy À, bạn này chắc là phấn đấu lên là 30 củ để lấy à, một số cái đương quà này quà của 33 ba ba củ thì nó cũng bình thường thôi các bác Nói chung là cái trò chơi này thì đối với mình thì cái quà nạp móc hoàn trả này nó cũng bình thường không có gì đánh là để ý lắm thì chúng ta sẽ vào sâu một tí các bạn có thể thấy chưa à, Hiện tại đã thức tỉnh 3 tiểu Bạch Long à, phá cảnh 2 đấy thì một à, ngày này là ngày thứ bao nhiêu đây đây cho các bạn xem mà nick này là mình ngày thứ 57 các bạn nhé. Ngày thứ 57 mà đã thức tỉnh tiểu Bạch Long 3 rồi. Và trong đó có ngộ không. Thì uh, hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái series là tiểu Bạch Long đi đam các bạn nhé. Đây là một trong những cái hướng mà mình đang thử nghĩa là làm mới nội dung ấy. Chứ thật ra thì hiệu quả nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm đã các bạn nhé bởi vì bản chất của thằng cái thằng tiểu bạch long này thì nó là một con tanh cơ cứng nhưng uh, nó thì cũng có một chút đa thì đối với những nick tốp như nick này thì đã là nick tốp thì cho con chỉ vào nó cũng mạnh miễn sao mà chúng ta đập đồ nhiều uh, nick này hiện tại đang ở vị trí thứ hai lực chiến tốp một tố một thánh nhé các bạn tố một thánh của kỳ này cái kỳ vương giả chi chiến đợt này thì đây thì đấu lên server cụm này là cùng của chip nhé các bạn cùng của idol chip thì các bạn cũng đã biết rồi thì uh, nick này cũng là uh, tham gia được uh, cái giải liên server này đúng không nhỉ uh, Harry Quy đây rồi bạn này uh, hôm nay sẽ gặp uh, một bạn tên là Toxin một năm tám triệu lực chiến hay Harry sẽ gặp bạn này thì mình sẽ tỉ thí bạn này thử xem luôn cho các bạn xem cái kết quả của trận đấu này. Ờ, à, hiện tại là mình sẽ cứ để ngẫu nhiên như thế này đi, à, xem như thế nào. Tiểu Bạch Long thì bản chất tức tỉnh của nó thì uh, nó sẽ rất là trâu, trâu chó và nó được uh, hồi máu. Ui các bạn một quả quật của nó kìa, tanh như các bạn ạ Đấy các bạn thấy chưa nó quật kìa, khá là đau đấy các bạn nhé. Đấy, rất là dị Ái trả ngộ không ra kỹ năng à ngộ không du long quy hải à? đúng không các bạn đúng không thấy chưa đấy tiểu vạch long thì có 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 ưu điểm là có cái du long quy hải là khá là hay bàn này thì cũng đã đầu tư cho mình một cái skin à, cho con tôm ngộ không đấy, người có tiền là người rất là khác bỏ các bạn ạ <laughs> mạnh nha các bạn nó trâu lắm các bạn nó mỗi lần ai đánh nó là nó hồi máu dã man <laughs> đáng sợ nó vụt kìa các bạn thấy chưa rất là đau nhá đi theo nhất tiễn mai nữa các bạn ạ à, vẫn à, rất là cảm ơn chủ nick đã à, lên này cái nội dung này cho mình thật ra thì mình cũng không nghĩ tới đâu Đấy, chủ nick bảo à, mình vào à, trải nghiệm cái thằng tiểu bạch lộc thì con này thì nói chung là chỉ có các tốt, các người người mạnh có tiền thì người ta sẽ thích vui kiểu này thôi thì nếu mà bản chất thì ngô không nó vẫn nhỉnh hơn một chút nha các bác nhưng ở đấy ngô không hiện tại thì vẫn đi hồi sinh nói chung là nếu như thế này thánh có thể hướng đi hai đam chẳng hạn đúng không vừa đa vừa thanh thì chúng ta sẽ cùng đề cập một chút về thằng này nhé thằng này thì thứ nhất là cái kỹ năng của nó đánh thường thì cũng như những con tướng khác thôi 150% trăm À, tiếp theo là gây cho một hàng địch sát thương 300% sát thương vật lý Cũng khá là mạnh nha các bác Và nó sẽ cho giảm sát thương của nó 20% Thì cái giảm sát thương này Không biết cộng dồn không nha các bác Nếu mà cái sát thương này cộng dồn Thì rất là ngon Bởi vì thằng này nó rất kỹ đang liên tục ấy Thì các bạn thử thử nó cộng dồn Mỗi lần 20% Đấy, mỗi lần được hai phần ra vì nó cộng dồn với ta nhiêu nhưng mình nghĩ là chắc là không cộng dồn đâu. À, bạn nào có thể uh, biết được thì có thể cho mình uh, comment uh, giải thích mình về vấn đề này có cộng dồn đúng không. <laughs> nếu mà nó cộng dồn thì phải được gọi là những trong những con tướng trâu nhất. còn nếu mà không cộng dồn thì nó chỉ là một con tướng tanh khá là ổn thôi, cũng là tanh cứng thôi. À, khi ra tuần cùng sang một tính bản thân tăng ba mươi phần sinh lực. Uh, sinh lực này không phải là sinh lực tối đa nhé. nếu mà tăng 30% sinh lực tối đa thì rất là đỉnh. còn 30% sinh lực thì cũng là vừa vừa thôi. Uh, khi chiến bởi vì cái sinh lực này thì nó sẽ tăng theo chỉ số máu. còn mà sinh lực tối đa ấy thì nó sẽ tăng theo kiểu tổng hợp ấy nên cái sinh lực tối đa sẽ nhỉnh hơn khá là nhiều. các bạn có thể biết được cái sinh lực tối đa mình cũng đã đề, đề cập rồi tới ở trong cái kỷ vật có cái sinh lực tối đa ấy. các bạn đeo cái kỷ vật đó vào cảm giác nó rất là trâu. À, trước khi hồi chiến đấu cho tiểu bạch long hai điểm ly kích nữa đây chúng ta sẽ tập trung vào cái đột phá của tiểu bạch long nhé tiểu bạch long đột phá năm chúng ta sẽ nhận cho mình là 50% mươi hồi một điểm liên kích này liên kích thì sẽ đối với tiểu bạch long sẽ tăng tỷ lệ đánh thường này cũng như là tăng cái tỷ lệ ôm cái số lần tăng cái số lần ôm đam hộ đồng minh đấy thì khi mà đến lượt mà tiểu bạch long mà hết vẫn đang còn thừa liên kích ấy, thì cái liên kích đó nó sẽ chuyển thành đánh thường hay do đánh thường giống kiểu ngô không hoặc lam thủy bài tiếp theo nó là đây đột phá 11 đây cái điều đặc điều đặc biệt cho tiểu bạch long so với những con tanh khác đó là khi bảo hộ đồng minh thì sẽ giảm trả thương 30% phần trăm giảm trả ba ba cũng năn ná con mình thấy cũng bình thường đối với mình giảm trả thương 30% phần nó khá là bình thường không quá nhiều cũng không quá ít. Đấy, tiếp theo nữa cái hay nữa, của thằng Tiểu Bạch Long Đó là làm lên cái thương hiệu của nó là cái thiên kỹ Thì ở đột phá 15 Đấy, chúng ta sẽ thấy được cái sự xuất hiện của cái thiên kỹ này Lần đầu mỗi vòng bị tấn công Thi triển một lần kỹ năng không tiêu hao nổ khí nhé các bác Đấy, đây phá bảo của nó đây này khi đồng đội thành dưới thành mục tiêu chính Tiểu Bạch Long tiêu hao một điểm liên kích Bảo của đồng đội Đấy, đây là thực tỉnh của tiểu bạch cái long là thức tỉnh thứ nhất là 15% và 12% giải thương tỉnh thứ hai là sau khi tấn công kỹ năng tăng thêm mùi cho bản thân 10% sinh lực các bạn ạ. Vậy là trong một trận mà nó có thể đánh được 3 lần thì nó sẽ hồi được năm sinh lực. Thì không biết sinh lực này là sinh lực tối đa hay là sinh lực gì. Đấy mình rất là cấn. Tiếp theo đó là lần thứ ba bảy mỗi vòng khi bị tấn công. Đều thi tiền mỗi lần kỹ năng không tiêu hao lửa khí. Rất là dã man nhé. Các bạn tưởng tượng đi. Con này mà muốn mà bị tấn công nhiều ấy thì là nhiều liên kích. Vậy thì tưởng tượng đi các bạn sắm cho nó bộ thần thông liên kích chẳng hạn đấy sau này mà nếu mà chúng ta mà nhiều nhiều ấy, hoặc những cái tố mà dị dị ấy sắm cho con này nhiều liệt kích rồi một trận nó ôm đam nhiều ấy thì nó ôm đam nhiều thì nó sẽ được đánh nhiều thôi chẳng hạn ok nhá lần thứ ba với lần thứ bảy cái là nếu mà tính cả du long quy hải này tính là một lần ra kỹ năng này tính một lần mai khai nhi độ này ấy rồi tính là lần thứ ba này lần thứ bảy là tổng cộng là nó ra kỹ năng mười năm lần đấy tổng cộng 5 lần ra kỹ năng trong một vòng đấu sợ thật dã man đây à, nick này đã phá cảnh hai đấy lực chiến của con này là bao nhiêu đây 148 triệu các bạn <laughs> tăng sao thì chắc chắn là mắc rồi tất tỉnh đây rồi ờ à, đi theo bộ nhất tiễn mai bộ sát thủ nha các bạn nhất tiễn mai là bảo kích này tăng sát thương này. Đấy, bộ này thì chắc lấy từ giờ ngủ không sang thôi đấy cái cái nói chung là vấn cảm của chủ nick rất là nhiều Tiếp theo là nick này có một cái binh văn đỏ là giảm sát thương 18% Ôi mẹ ơi, nó trâu vãi nhái luôn các bạn ơi Khi mà bạn cảm giác tưởng tượng Có những cái rất là ao trình Ví dụ như ao trình giảm sát thương này Hề à ao trình đam này thì hiện tại nick này tiểu bách lông này đối với, với meta tính cái thời điểm mà chúng ta đang xem là đang là ao trình cái giảm nhà thương nhé bạn tại sao mình nói ao trình thứ nhất là nó được cái kỳ vật này Đấy, giảm chấn thương mà trong khi đó xe vừa này khá là mới năm hai ngày rất là mới nhưng mà ấy Minh Văn 52 năm này thì mùa mùa liên xe vừa là mới được hai mùa liên xe vừa hôm nay là sẽ là mùa thứ ba đấy thì cái Minh Văn của nó rất là thấp đấy tỷ lệ xe rồi thêm một cái bon nữa ở đây nữa 12 phần trăm giảm tận lương thì hiện tại còn... <laughs> mình có thể con này mà thêm cái giày cái áo nữa đấy thì quá là đỉnh cấp thì hiện tại này, chúng ta sẽ tính với 57 ngày mà chủ nick kiếm được khoảng 200 200 cái sở tử rồi. Thì các bạn biết là đáng không? Đáng đầu tư không? Đấy chưa kể là đang còn dư này. Ui vãi nhái còn dư bao nhiêu? Còn dư 18 này thì 8 cộng với 16 là 18 cộng với 16 đúng không? Là 34 này. 34 ui còn thừa 40 sở tử. 40 sở tử này cộng lên thức tỉnh Tiểu Bạch Long là 120 sở tử này là 80 Đấy 180 này. 160 mấy nhá 160 mấy thêm là nâng nhá bạn này nâng nâng đồ đỏ nhé đồ đỏ thì sẽ nâng đi đấy nâng thì nâng hai món đỏ mỗi món là bao nhiêu là mỗi món là 33 đúng không đấy đây mỗi món là 36 đấy 36 hai món vậy là nick này các bạn có tính chương xương dương là 220 mấy rồi cái sợ từ Đấy các bạn Thì theo như mình nhận được thông tin Thì cái server này có một việc là thuê Thuê người búp Búp tông môn hay sao ấy Nói chung là thấy xong tông môn clone khá nhiều Đấy các bạn thấy cho server này tông môn clone khá nhiều Thì việc mà búp tông môn Và lời lại lỗ thì mình cũng không rõ Cái này thì phải từ các nick tốt nha Mình, mình thì thấy rất là ngon là nha Vì vậy <laughs> Ok chúng ta sẽ đảo qua một chút thêm nữa Là về cái thần thông của tiểu bạch long tí quyên à, Tiểu Bạch Long mang cho mình chắc chắn ở thần thông bất lòng minh vương nếu khỏe 200% thủ mỗi lần tấn công ở mức tăng giảm Thì cái này sẽ khỏe nhất ở quả đầu Viết là nghĩa là khi mà thằng Tiểu Bạch Long mà mặc cái thần thông này ấy, Những cái con tanh ôm với lượng đam đầu tiên khá là ok Đấy, thì các bạn tưởng tượng 200 thủ nó ngon như thế nào ở các bạn thức tỉnh con uh, Nguyệt lão ấy thì nó hình như cho 40 phần trăm hay phần trăm thì chứng tỏ các bạn phải thức tỉnh 4 lần con Nguyệt lão ở mức 2 Đấy, bốn đến 5 lần tùy Tiếp theo là thần thông hàng yêu phục ma giai đoạn đầu thì cái triệu hồi khá là mạnh. Ví dụ như rùa này nếu mà cho hàng đầu là con này có thể khắc được rùa. Đấy, cho hàng sau thì bình thường thôi nhưng cho hàng đầu khắc được rùa đấy chẳng hạn. Giảm sẽ tương đối với giai đoạn đầu chơi rùa rất là mạnh. Đây kháng khống chế 75% thần thông hỏa nhãn kim tinh. Thần thông báo ứng thì thần thông phản phản đam này đúng không? Tấn công gây sát thương thì phần trăm phòng thủ. Phản đam này rất là kinh nhá. Đấy, thì khi mà các bạn mang cái phần đam phản đam này thì mình thấy là đam phản đam kiểu này là sẽ là phản đam giáp nha các bạn Chứ không phải phản đam máu như cái thiên kỹ phản đam kia Tăng giảm trả tương pvp này Thêm một cái liên kích chắc chắn là có liên kích rồi Thêm cái thần thông giảm trả thương ấy Vậy nghĩa là siêu trâu chó luôn Thì như, như thế này thì sẽ linh động Ví dụ như vàng chán cũng không ấy thì sang tiểu bánh lâu <laughs> Ok chúng ta sẽ cùng nhau vụt nha thì chắc mình sẽ đánh nick này thì hiện tại mình như thế này thì sẽ buộc được khá là nhiều bạn ở dưới này. Ok nha, mình sẽ không thay đổi vị trí nhá, mình xem như là cái cố định rồi, coi như là mình đánh cố định rồi sẽ không hề thay đổi cái vị trí của nó. Ui. Kim giá của bên kia cũng trâu đấy các bạn nhá, nét tránh hai bên gặp nhau nét tránh ui nó vụt kia. <laughs> gã mà nó còn liên kích không nhỉ vẫn còn ba liên kích nhỉ đấy lại vụt đấy vụt thứ lần thứ ba nhé các bác nghĩa là đánh một lần ra kỹ năng này rồi uh, lần thứ ba của thất tỉnh này, các bác vừa một lần uh, đột phá 15 nữa là ba lần bây giờ nó nó phải chiều đánh đến lần thứ bảy thì nó mới ra kỹ năng hoặc là uh, uh, mang ma khai nhi độ từ thằng uh, trư bạch dưới chẳng hạn đến lượt ra kỹ năng của để thính này để thính dính choáng này Đấy, nó ôm nam rất là tốt nhá nó đang bốn liên kích các bạn mạ nó chứ đã mạ rồi ra ra kỹ năng này các bạn này thấy chưa ờ à, giới man cho mình thiên ký của thần tướng uh, táo quân nhá mắt đấy ra kỹ năng tím này má à, nó cứ cứ ra kỹ năng nó hồi 10% máu cơ. <laughs> phê các bạn ạ rất là phê nhưng nó cầm kiếm nó quật người có tiền mà thì bi nó cũng sẽ mạnh hơn các bạn nó sẽ được linh động hơn còn mà các bạn muốn trải nghiệm cái này mấy các bạn chơi thánh ấy, muốn mà trải nghiệm là cái này ít nhất cũng phải chơi 200 ngày 120 ngày ít nhất phải 120 ngày 200 ngày hơi xa nhưng bởi vì mình tính là lên đầu đỏ này thức tỉnh này kiểu cũng tầm đó cái chay thì uh, nếu mà chai xe vừa mới thì có thể thuê người tàu nít cả lon là mấy ông lóc đổi qua lấy cũng được nhưng nó hơi là lâu bởi vì tại sao uh, yêu ái của các tố bếp thì nhảy tông môn nào người ta cũng muốn Còn <laughs> các bạn đã yếu rồi còn nhảy tông môn thì khá là mệt Nhưng nếu mà các bạn mà có điều kiện thì um, cũng cài cờ lon cũng được Nhưng cài cờ lon thì cứ để nick đó đi rồi sau này có cái dịp nào cần Ví dụ như từ ngày thứ một 80 trở đi thì Kim Nguyên Bảo có thể dư giả hoặc ngày thứ 60 trở đi thì các bạn có thể uh, út tông môn của mình rồi qua đấu giá bên kia rồi ở ở, ở đó khoảng 4 năm ngày. Nhưng các bạn nhớ nhất để đấu được nhiều sở từ thì các bạn phải lóc được nhiều nick nha các bạn. Theo như bình thì tối ưu nhất các bạn phải lóc khoảng 20 nick. 20 nick thì hai ông chia ra lóc được các bạn, hai người chia hai đến ba người. Một người cầm 10 nick Đấy 10 lắc lóc trong quá trình 10 phút Ngày xưa thì tranh tướng ma mình cũng khá là lóc khá nhiều Ok nhé Chúng ta sẽ đánh tiếp một bạn tiếp theo nữa Khá là phê đấy các bạn à, Mình sẽ bật một tí tiếng đi à, Mình sẽ không bình luận Và mình sẽ bật tí tiếng để cho các bạn cảm nhận Cái thằng đánh này nó như thế nào Ờ à, thì nói chung là cũng gần tí rồi Clip có thể lên muộn một chút Các bạn thông cảm nhé Thì ai cũng bận thì mình sẽ gắng lên đều Một ngày clip cho các bạn Các bạn cứ muốn thì cho mình ủng hộ một đăng ký nhé à, Gặp một bản minh giới nhé các bạn Chắc là nó quần chó Đáng sợ Mình sẽ tập trung cho các bạn xem Hàng mai trong tuyết Bầu bạn sớm hơn Để thanh kiếm này kết thúc đi Má, đừng để pháo quan che mà đau mà nó trâu gì không vào đam luôn các bạn thấy thiên thủ hiếu cơ đánh một máu <laughs> cái lồng má tiểu bạch long ơi tiểu bạch long nó trâu gãi cứt đáng sợ tôi mình các bạn biết kết cục rồi đấy à còn con mạch thử nữa này thì chị thù ơi, đáng đáng đồng tiền các bạn bỏ cái nick 20 triệu như thế này mà trải nghiệm cho các bạn bạn này nạp như thế này trải nghiệm cho các bạn rất là phê là nhung cũng cảm một lần nữa cảm ơn chủ nick rất nhiều ông mấy ông đừng có chê người ta bươi các bạn phải nhìn về tương lai người ta đang tích những cái gì ví dụ như nick tiên của mình tuy rằng hơi thọt đúng nhưng đồ mình tích khá là ổn thì các bạn ơi nó không mất máu <laughs> đến vòng thứ vòng này vòng thứ hai rồi sang vòng thứ hai rồi mà nó vẫn đang phun máu cái lòng má nó chứ uhm. thôi video clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ tết an toàn bên gia đình đầm ở bên gia đình nhé à, các bạn vui <laughs> chơi nhậu nhịp vui vẻ nhé các bạn xin chào